Hello, xin chào mọi người. Mùa đông đã đến rồi và còn gì phù hợp hơn là tông son đỏ nâu trầm đậm cho tiết trời se lạnh và những ngày lễ hội sắp tới đúng không? Video hôm nay mình sẽ tiếp tục tổng hợp 10 thỏi son có tông màu đỏ nâu đến từ các thương hiệu và chất son khác nhau. Mức giá sẽ đa dạng từ bình dân hạt dễ tới cả high end đều có đủ cho mọi người lựa chọn luôn, nên là mình cùng bắt đầu video thôi ha. Ok, thỏi son đầu tiên khá là quen thuộc với những bạn đã theo dõi mình chính là em Norris màu Mona. Đây là dòng Audacious Lipstick với chất son satin bóng nhẹ mềm mượt căng ở mức môi và lên màu cực kỳ đậm và rõ nét. Với chất son bơ mịn và lên màu cực kỳ chuẩn thì chỉ cần lướt nhẹ thôi là đôi môi đã rất căng mọng và chuẩn màu rồi. Khi đánh phô môi thì hiệu ứng môi căng tràn sức sống sẽ rõ hơn và sẽ hơi dây ra khi xuân hàng một xíu. Đây là một tông đỏ rất trầm cơ bản, chỉ có đỏ thẫm và nâu thuộc tông trung bình lạnh và có base đỏ hồng hơi ánh tím thẫm, nên là với cả hai kiểu đánh đều rất sáng da và hợp với nhiều tông makeup khác nhau. Chất son em này thật sự rất phù hợp cho những bạn có đôi môi hơi khô. Ngoài ra thì độ bám của em này chỉ tầm từ 3 đến 5 tiếng thôi và khi sinh hoạt son sẽ trôi đi kha khá, nên là mọi người nhớ đem theo son để giảm lạnh nha. Shuamura màu BR795 này là màu mình thích nhất trong 8 màu son shu mà mình có. Video squad full 8 màu son shu đã có rồi, bạn nào chưa xem thì có thể ấn vào link ở bên góc phải màn hình để xem nha. Màu BR795 này là một tông màu khá giống với em Norris Mona hồi nãy. Khác biệt duy nhất là em này thuộc tông ấm và ngã sắc base cam và đỏ tươi hơn một chút xíu, nên sẽ hợp nhiều tông da và dễ dùng trên nền da mộc hơn. Chất son của em này cũng cực kỳ thoải mái, lên màu đậm, chuẩn rõ và vì có dưỡng cực kỳ tốt nên sẽ hơi bóng nhẹ một chút xíu. Riêng về độ bám của dòng này thì đặc biệt cũng không quá là tốt, tuy nhiên màu rất đẹp và chất son mỏng nhẹ cực kỳ ưng và thoải mái cho đôi môi khi sử dụng. So với em Nars hồi nãy thì chất son của em này mỏng hơn một chút xíu nha. Nằm lim xem ta là em nghe đại ca hát cho lòng ta dịu em đem những tim này pha thành tiếng nhạc. Bạn phải lo để biến tận coi thành viên của riêng ta, dù đi cả trăm lần khi ta kể lại vẫn còn thiết tha. Ophelia Modern Matte Lipstick màu 1212 là một tông đỏ nâu cam gạch trầm đậm vừa đủ, khiến cho màu son này vừa ma mị và trưởng thành nhưng lại vô cùng cuốn hút, rất là xinh trên nền da từ trung bình tới sáng. Chất son của em này là một dạng son thỏi lì nên sẽ hơi khô ở phần đầu thỏi son một xíu, nhưng mà khi đã đánh son lên trên môi và blend màu ra thì màu lên cực kỳ mướt và đậm màu, không hề gây khô môi mà màu lại cực kỳ bền. Với những bạn thích một đôi môi lì mịn ăn uống không bị dây ra thì đây chính là một thỏi son cực kỳ phù hợp. Son có thiết kế trụ vuông cứng cáp, phần nắp có hút nam châm rất là chắc chắn và ngoài ra son cũng không có mùi gì cả. Em này thì có giá là 300.000, một mức giá rất là phù hợp với chất lượng của son và màu này thật sự rất là xinh. Mình rất khuyên mọi người nên thử qua em này nha. Amimi Matte To Go màu số 05 này là một thỏi son mình đã yêu thích cả 2 năm qua vì màu sắc luôn rất là xinh và chất son tuy có hiệu ứng lì mịn nhưng mà cảm giác ở trên môi luôn ẩm mị rất là thích. So với Ophelia 1212 hồi nãy thì em này có ít ánh cam và tông gạch cũng ít hơn, tuy nhiên khi đánh lên thì cực kỳ tôn da và trắng răng. Em này hoàn toàn có thể dùng trên mặt mộc mà không lo bị xỉn da, thỏi son này nhỏ gọn nên rất là dễ mang theo hàng ngày. Mình thì không biết vì sao nhưng hình như mình không có duyên với em này cho lắm. Cây đầu tiên mình mua thì bị gãy mất, còn đây là cây thứ hai rồi thì mình đã làm lạc mất ở đâu đó và không tìm ra được nữa. Khi mà ngồi edit cái video lần này mà lòng đau như cắt luôn á mọi người. Nói chung thì em này có giá khá là bình dân, chỉ tầm 150.000 thôi. Nếu như mọi người canh được sale thì giá còn rẻ hơn nữa. Lily Barrett màu 07 Brick Buster này thuộc tông đỏ trầm ấm với ánh đất rất là nhẹ. Em này thì không có ánh cam xíu nào và là tông đỏ lạnh, cực kỳ phù hợp với những mùa lễ cuối năm mà lại còn rất tôn da và trắng răng. Với những tông màu như thế này thì chỉ cần một lớp mỏng ở lòng môi thôi là khuôn mặt đã đủ tươi tắn và xinh xắn rồi. Khi đánh phô môi thì màu cũng sẽ không bị quá rực nên là cực kỳ dễ dùng. Chất son của em này thuộc chất son lì và kết cấu son rất mềm mịn mượt, son trượt lên môi rất là dễ dàng và màu lên đậm chuẩn rõ. Cùng với chất son này thì màu giữ khá tốt, tầm từ 5 đến 6 tiếng nếu như mà không ăn. Khi sinh hoạt thì son sẽ hơi dây nhẹ ra một chút xíu. Thiết kế của thân son cũng khá là cute nữa, hình trụ tròn bé lùn với chất nhựa mờ lì màu hồng phấn thì còn gì bánh bèo hơn, quá là xịn và giá lại rất bình dân luôn. Ta say đắm khi làm anh tới những tâm hẹn, cùng trao hết thanh xuân cho những đường bụi bằng
chuyển theo những lo toan cho mấy tóc mình buổi sáng, để ta được nghe đôi nốt lắng khi hoàng hôn buồn dần, và xem màn đêm như lên sắc màu đánh bóng không gian. Giờ lại tan vào trong bỡ ngỡ. Ok, bây giờ chuyển sang các chất son cây một chút xíu cho những bạn không thích chất son thỏi ha. Too Cool For School này là một em cam đỏ gạch với tông cam trội hơn hẳn, nhưng vì có pha cả đỏ và nâu nên vẫn rất xinh và dễ dùng. Chất son dạng kem hơi sốt nhẹ, màu lên siêu chuẩn rõ chỉ với một lần quẹt và với độ cọ vát thẳng ở hai bên. Thon dài kiểu này thì thao tác đánh son rất là dễ dàng. Nếu chỉ tán một lớp mỏng nhẹ nhàng theo kiểu lòng môi thôi á, thì màu son sẽ lên hiệu ứng MLBB, cam đỏ đất nhẹ nhàng đáng yêu. Màu sẽ đậm rõ khi bạn chồng nhiều lớp hơn. Chất son của em này thì rất là mướt, tuy nhiên sẽ hơi bị trượt một chút xíu và sẽ bị dây ra khi sinh hoạt khá là nhiều. Son cũng không có tint bám lại nên độ bám không quá là cao, tầm 4-5 tiếng và sau khi ăn son sẽ trôi gần hết nha. Tiếp theo đây chính là màu Coco của nhà Sunny's Face, thuộc dòng son kem Lip Dip có chất son Whipped Matte Lip Cream. Chất son kem hơi mousse, khá là bông xốp nhưng mà rất là mịn và dễ tán. Màu Coco này là một tông đỏ nâu cực kỳ đẹp, màu son đậm lên chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Màu son rất là trendy và siêu tông da nên thật sự rất là xinh. Chỉ cần quẹt một đường son mỏng ở trong lòng môi thôi là đã đủ xinh lắm rồi. Còn khi đánh kiểu full môi thì hiệu ứng mờ lì ẩn miệng cực kỳ xinh đã hiện lên. Màu phủ đều môi và không hề gây khô hay là lộ rãnh môi. Nói chung là mình rất là ưng cái em này. Điểm đặc biệt là em này có đầu cọ son dạng bông cơ bản, vát xéo ôm môi, rất là dễ viền môi và cọ son lấy ra lượng son vừa đủ. Thân son của em này thiết kế nhám lì cùng màu với màu son bên trong, đơn giản nhưng mà rất là đẹp, cầm chắc và nặng tay. Chất son của Lip Dip này ẩm miệng dễ chịu và cực kỳ thoải mái khi đánh. Son khi sinh hoạt vẫn bị dây ra một xíu nhưng mà không đáng kể. Độ bám tầm từ 6-8 tiếng tùy vào kiểu đánh. Mình để son ở trên môi tầm 5 tiếng và ăn một bữa chính hơi dầu mỡ thì son trong khoảng 60%. Nói chung thì mọi người vẫn nên đem son theo để dùng lại trong ngày nha. Son có mùi phấn rất là nhẹ nên hoàn toàn rất là dễ chịu. Giá của son thì dao động tầm từ 200-250.000 một thỏi và thật sự mình thấy rất là xứng đáng để mua luôn đó. Tiếp theo chính là Mercy Mellow Tint màu M2. Đây là một tông đỏ nâu đậm nhất nãy giờ luôn đúng không? Tông màu này thì siêu quyền lực và nổi bật và rất là quyến rũ. Cùng với chất son lên màu siêu đậm rõ thì đây là một em son cực kỳ đáng mua vì giá này siêu hạt rẻ luôn. Chỉ tầm 150.000 một thỏi thôi. Chất son dạng velvet mềm mịn như nhung, khi đánh lên sẽ tạo ra được hiệu ứng lì mẩm mịn vừa đủ nên là rất là xinh. Độ bám son khá cao vì có phần màu tint bám lại. Phần tint sẽ phụ thuộc vào màu son chứ không bị hồng neon đâu nên là mọi người khỏi lo. Màu son này khi đánh lên lại còn tôn da và trắng răng nữa. Tuy nhiên khi đánh kiểu full moon thì sẽ hơi dừ một xíu nên mọi người hãy lựa tông makeup và outfit cho phù hợp nha. Ophelia Cotton Lip Cream màu Pastel là một trong những màu son all time favorite của mình vì lần nào mình đánh lên cũng được khen. Và thật sự luôn á, thì màu này rất là xinh, rất là dễ dùng và hợp với mọi tông da. Màu son đỏ cam nâu gạch trầm đậm vừa đủ này pha trộn đều giữa cả ba tông màu khiến cho dù bạn có thuộc tông da gì, đánh kiểu lòng môi hay là full môi đều rất là xinh và tươi tắn. Chất son Cotton Lip Cream của nhà Ophelia là một chất son mềm mướt ẩm mịn và rất là êm môi. Màu son lên đậm chuẩn rõ và hiệu ứng trên môi không quá lì cũng không quá bóng. Đây là một chiếc son velvet nhẹ nhàng, nó sẽ hơi dai nhẹ ra khi sinh hoạt. Tuy nhiên thì màu son bám được khoảng tầm 6 tiếng và môi luôn có cảm giác nhẹ tinh và vô cùng thoải mái. Nên nếu như mọi người muốn tìm một thỏi son chất ẩm vừa đủ, nhẹ môi và màu đẹp thì nhất định nên thử của em này nha. Về nơi đâu có ánh nắng đi làm tháng cũng giúp cho đời mình. Về nơi cho ta say đắm khi làm an tới những tâm hình. Cùng trao hết thanh xuân cho những đường bụi bằng. Ngừng chuyển theo những lo toan cho mấy tóc mình buổi sáng. Để ta được nghe đôi nốt lắng khi hoàng hôn buồn dần. Và xem màn đêm như lên sắc màu đánh bóng không gian. Cuối cùng chính là em BBA Velvet Tint màu 05 hội Ambrick này đây. Vẫn là tông đỏ nâu cam gạch trầm đậm nhưng với chất son mousse, bông xốp và hơi dày hơn một xíu thì chất son này sẽ tạo cho đôi môi mình một hiệu ứng mờ lì mịn như là nhung luôn. Tuy nhiên son sẽ hơi khô se và lộ rãnh môi sau cả ngày dài. Son sẽ có tint màu bám lại khá là tốt, khi ăn uống cũng có dây ra nhưng mà không đáng kể. Điểm cộng của em này là màu lên cực kỳ đậm và chất son hơi dày nên không cần lấy quá nhiều son khi đánh. Ngoài ra giá thành của em này vô cùng hạt rẻ. Điểm mình không thích duy nhất chính là mùi của em này hơi nồng một chút xíu. Ngoài ra về màu và chất son thì mình cho 9/10 điểm luôn. Đâu là ai cần thêm vùng quay để mơ về yên bình, nằm lim
xem ta là em nghe được ca hát cho lòng ta. Ok, vậy là mình đã tổng hợp xong 10 màu son tông đỏ đất, đỏ gạch, nâu cam, các thể loại mà mình cảm thấy là cực kỳ hợp cho dịp lễ hội sắp tới rồi. Nếu như mọi người thích những video tổng hợp màu kiểu này thì hãy like video và comment cho mình biết với nha. Mình sẽ làm thêm nhiều video kiểu này cho mọi người xem nữa. Còn bây giờ thì mình xin dừng video tại đây và mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video. Đừng quên subscribe channel của mình nha và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye. Đâu mang phí hoài, từng giây tồn tại để ta không chọn trong tay và gom hết thành một kho ký ức đong đầy. Cut this moment is on my treasure.